OK，早安，我们开始上课吧。那个拍照，拍，看，把书翻到第30页，OK，看到了吗？波，30，OK，波。波，波，波，泼，泼，泼，泼，摸，摸，波，波，泼，泼。坡，摸，OK。波，波，泼，泼，哇，泼，坡，泼，坡，波，坡，泼，坡，坡。波，泼，摸泼，摸摸摸，坡，OK，波。泼泼摸坡，một cái là bô là chữ bờ, đọc giống như chữ bờ trong tiếng Việt không? có Không ừ. rồi. Chữ bờ trong tiếng Việt đọc ở đây. Chữ bờ trong tiếng Việt đọc đây, còn chữ bờ, chữ pua trong tiếng Trung là chỉ đọc bằng môi thôi. Pua, pua, pua. Cái chữ F trong tiếng Việt có không? Không. Mày tự tin lên chứ. Sau 2 ngày đi làm tình nguyện cho kỳ thi Trung học quốc gia xong. Thấy các bạn làm bạn chán quá bị ảnh hưởng à? Trong tiếng Việt có không? Trong tiếng Anh có không? Tiếng Anh đọc là gì? Ừ. Trong tiếng Việt có chữ P không? Trong tiếng Việt có chữ bờ không? Ví dụ bố, bà, bố trong tiếng Trung là gì? Phụ chín, bà là gì? Bà ngoại. Oai phủ. Oai phủ. Dễ là ông nội. Oai phủ. Và oai là ngoại. Nhớ nhá, oai là ngoại. Oai Còn phủ. oai là ngoại. Ông ngoại là gì? Chỉ nhớ với ông ngoại thôi. Oai công là ông ngoại. Thế còn oai phủ là bà ngoại rồi, nhớ nhá. Thế và trong cái chữ phủ này cũng là từ chữ bắt đầu chữ P đấy. Phủ. Lưu ý. Và chữ pai trò cũng như thế. Pai trò. Pai trò. Vừa mới sáng ra đã có một bạn đuôi điện thoại là 94, một người đàn ông gọi điện thoại cho mình hỏi là đây có phải là số điện thoại của chị Coco à của cô Coco. Sau đó thì hỏi có anh Dương Quá ở đây không? Không biết là bạn nào đi cung cấp số điện thoại của mình cho các bạn để trêu đùa. Thì các bạn nên làm người văn minh nhé, bởi vì là nói chung là trêu nhau cái kiểu như thế chẳng có gì là hay ho cả. Không biết là bạn nào rảnh thế. Có biết Dương Quá Của cô Dương Hóa là trong cái phim không? Thành Đô Đến Thị. tên đến cái tên tiếng Anh của người ta mà không biết đọc, Khẩu tên của người ta là Coco nhá, không phải cô với lại là chú nhà chúng mày. OK, tiếp nào. Chữ Chữ M. M. Chữ M này dễ nhất đúng không? Đọc như chữ M luôn. Mama, đúng rồi. Đọc có giống như mama, như chữ M trong tiếng Việt không? Thật không? Mà Mày. nó À,
thế mà lại nói là giống hệt. Lưu ý này, viết như thế nhưng không phải là đọc như thế. Ở đây tất cả những cái phát hiện ra điểm chung của cái phần này chưa? Tất cả những cái âm này đều được phát ra từ môi. Mà tiếng Việt có khó không? Tiếng Việt khó. Khó, tiếng Việt rất là khó. À, Phong Ba Bạo Tác của ngữ pháp Việt Nam. Đây là cuốn gì? Dạ. Đây. Nếu như mà muốn học thật là giỏi tiếng Việt và muốn tìm hiểu về tiếng mẹ đẻ thì phải nghiên cứu những quyển như này. Tất nhiên là phải đi học những chuyên ngành có liên quan đến ngôn ngữ thì mới được học sâu. Chứ còn chúng ta chỉ là những người biết nói tiếng mẹ đẻ theo quán tính thôi, theo bản năng thôi, chứ chúng ta không hiểu gì về tiếng Việt cả. Chúng ta chả biết tiếng Việt phát âm như thế nào, chỉ biết là mở miệng ra thì ai dạy. Lúc mà người Việt Nam chúng ta có câu là trẻ lên ba, bé lên ba, cả nhà tập nói ấy. Cho nên là vợ chồng cứ mày mày tao tao thì con cái cũng mày mày tao tao. Cho nên là bây giờ bố mẹ toàn phải gọi nhau là bố với mẹ để cho con nó học theo mà. Đó, vì thế cho nên là tiếng Việt là một trong thứ ngôn ngữ rất là khó. Nhưng mà vì chúng ta không nghiên cứu sâu cho nên chúng ta không biết. Còn bây giờ chúng ta học cái tiếng Trung này thì lưu ý là nhìn người ta viết phiên âm như thế nhưng đọc không phải là như thế. Và lưu ý nhá, ngay nguyên cái nhóm âm hai môi và răng môi này. Pua, 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 pua. Cái chữ này phát âm như chữ phở trong tiếng Việt đấy. Có biết chữ phở không? Phở. Phúc. Phúc. Phong phú. Pua. Phong phú. Phong phú. Nhiều người không có phát âm được cái chữ này. Nhiều người, rất nhiều vùng miền ở Việt Nam mà không phát âm được chữ phở trong tiếng Việt. Hoặc là không phát âm được chữ vờ trong tiếng Việt thì phát âm thành chữ phở. Nhiều người, ví dụ như vùng Kim Sơn, Ninh Bình ấy, nhiều người không phát âm được. Ok, tiếp chữ mờ. Chữ mờ ở đây có chữ mua. Mua bán. Mua. Mua hàng. Mua. Đi mua. 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 Với lại là chữ mua. Mấy hiểu. Đúng rồi. Tiếng Việt ấy thì giới thiệu qua cho một chút nhá. Đây là combo. Hiểu về tiếng Việt nhá. Tiếng Việt ấy thì hệ thống phát âm của tiếng Việt thì cái phần âm tắc, rất là nhiều âm tắc, có nghĩa là khi mà chúng ta phát âm thì âm thanh nó va chạm vào với lại là cổ họng. Gọi là âm tắc, và trong tiếng Trung thì nó là chúa đi, chúa phổ nhiên. Chúa, chúa, chúa có nghĩa là thế. Còn có âm thanh, âm thanh và âm đục thì trong tiếng Trung có rất nhiều âm thanh, ví dụ như pua, pua là âm thanh, bởi vì là hầu như là mình không có bị va chạm gì vào đây cả. Thế và cái khác nhau cơ bản nhất trong tiếng Việt đấy là gì? Đấy là trong tiếng Việt của chúng ta có một cái hệ thống âm cong lưỡi, có không? R. Còn gì nữa? S. L, L, L cũng cong lưỡi à? Chữ gì? Việt Nam có mấy miền? Trà. Trà. Nhưng bình thường khi chúng ta nói chúng ta có những cái âm cong lưỡi này không? Không. Bình thường nói nhẹ. Thế có nghĩa là chúng ta nói tiếng phổ thông của chúng ta là không có. Cũng không hẳn là sai, bởi vì là tiếng phổ thông của Việt Nam thì lấy tiếng Hà Nội làm chuẩn mà. Thì ở Hà Nội người ta không nói âm cong lưỡi. Nhưng mà trong còn một chữ nữa là chữ G. Giữ gì nhỉ? Giữ gì ạ? Bà hay là gì? Đúng rồi. Thế nhưng mà trong cái tiếng Trung á thì cái hệ thống âm cong lưỡi của người ta thì rất là nhiều, rất là phong phú. Thế và tất nhiên người miền Nam người ta cũng không nói đâu. Người miền Nam của Trung Quốc người ta không nói, ví dụ vùng Quảng Tây các nơi nó không nói, chứ tiếng miền Bắc thì rất là đậm nét. Chúng ta đã học rất nhiều âm cong lưỡi là không, nả đấy là âm gọi là R hoa in, bị nhi hóa, nó lại khác. Trơ. 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 Sân rư. Sân rư, đúng rồi, tốt lắm. Sư phan. Chư. Chư phan. Hai trò. Hai trò. Pai shi, pai shi,
con trung trung phi sản hậu vẫn hào tờ ok suy sẽ hai nghỉ yếu hẳn tua âm cong lưỡi là treo sớ yên chuyển chuyển là cuộn cuộn là chuyển và treo treo sớ yên treo sớ yên chuyển sớ yên hoặc là treo sớ yên hai cách nói chuyển sớ yên treo sớ treo sớ yên nếu như mà người ta nói chuyển sớ thì mình biết rồi nhưng lỡ đâu giáo viên người ta nói treo sớ treo thế không biết treo là cái gì thế thì khi mà chúng ta học thì chúng ta phải học luôn cả các từ nhé thế và treo sớ yên và chuyển sớ yên của hệ thống trong tiếng Hán rất là phong phú và đa dạng. Ngoài ra thì cái đặc điểm khác biệt rất là rõ nữa đấy là trong tiếng Việt có âm bật hơi không? Thế nào là âm bật hơi? Tiếng Anh có không? Anh có. Ví dụ? Through. Though. Thing. Cảm ơn. Thank you. Thank you. Thank you. Trong tiếng Anh cũng có rất nhiều các âm bật hơi mà khi mà chúng ta nói thì phải thò cái lưỡi ra. Thank you. Throughout. Ok. Thế và những âm bật hơi như thế này gọi là sung chi yên. Sung là tống. Sung. Chi là khí. Trong từ khơ chi là sung chi yên. Yên là âm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà phát âm cái này thì phải tống cái tống sung là tống tống cái khí ra khỏi cơ thể thì gọi là sung chi yên. Cho nên là học tiếng Trung vào cái thời bệnh dịch này rất là nguy hiểm vì là nó phải bắn hơi. Nhưng mà đôi khi chúng ta phát âm không chuẩn thì lại bắn nước bọt chứ không phải là bắn hơi. Thế nên là khi mà phát âm những cái từ nó là sung chi yên thì biết là phải bật hơi ra. Ok, rồi, tùy. Bấy chua. Bố chua. Hãy hiểu khơ chi là đi chư bù chư. Tất cả những cái chữ Q này, chữ C này đều là âm bật hơi. Sung chi yên chiển. Ý chỉ. Chỉ. Ok, rồi. Thế mà trong tiếng Việt thì lại có một đặc điểm. Đấy là tiếng Việt chỉ có một âm duy nhất. Đấy là chữ thở. Nói chữ thở trong tiếng Việt xem nào. Ví dụ nhiều hơn nữa. Những cái từ ghép, từ láy ấy. Gì? Thông thả. Thông thả. Thung thăng. Thung thăng là cái gì thung đây? Yeah. Thối tha. Thì có sao đâu, thối tha có từ đó đúng không? Tất cả những từ tồn tại chúng ta đều được phép nói chứ không phải là chúng ta chỉ chọn những cái từ tích cực để nói. Ngôn ngữ nó rất phong phú và đa dạng. Thiên. Thiên vị không phải thiên vị không phải trong tiếng Việt lại có một đặc điểm nữa đấy là khi mà chúng ta nói ra thì nó không nhất thiết cứ phải cố gắng để cho khí nó đi ra như thế đôi khi chúng ta nói nó hơi quá đà thì nó lại buồn cười thế và nhiều địa phương ấy người ta nghiên cứu và người ta cho rằng là nhiều địa phương cái chữ khờ cũng bật hơi nhưng nó là âm mang địa phương thôi có nghĩa là trong tiếng chuẩn của Việt Nam thì không có không cần bật hơi khờ khó khăn có thể một số nơi người ta nói khó khăn những vấn đề khó khăn ví dụ như thế những tiếng gọi là không cho mình nói là cái gì nhỉ giọng địa phương nói thế nào khẩu gì khẩu yên khẩu yên khẩu yên đó thế thì chữ chữ ca của họ giống như chữ khờ của mình đúng không nhưng mà chữ khờ của mình thì phải là nói giọng địa phương mới bật hơi đó vì thế cho nên là phải lưu ý vừa rồi nói đến mấy đặc điểm thôi ba đúng không ba. Thứ nhất tiếng Việt nhiều âm rồi gọi là chúa yên chúa yên và tiếng Trung thì cong lưỡi cong lưỡi là gì chuyển 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 sứa sứa là cái lưỡi chuyển sứa chuyển sứa yên chuyển sứa yên hoặc là treo sứa yên treo sứa yên
còn có sung 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 khí là chi sung chi yu. Ok. Nhớ được động tác cũng là tốt lắm rồi. Ok, hứng hảo chứ? Đó, bây giờ chúng ta lại tiếp nào. Thế bây giờ trong cái bảng chữ cái của tiếng Trung này, những cái thanh điệu của tiếng Trung này, chữ nào khó nữa? Zi. Bật hơi hay không? Zi. À, cái chữ zi, yi ci, liang ci, đúng không? Di yi ci. Zi. Cha. Zi. Zi. Chỉ hay là chỉ? Chỉ. Sung chi in à? Chữ Q à? Chữ chi? Y chỉ? Dạ. Chỉ điện à? Chỉ điện. Chỉ điện đơn giản mà chỉ. Chỉ. Không bật hơi. Ừ. Nó thuộc nhóm 5. Ok. Ủa mắn khan à? Nhóm 5 âm mặt lưỡi. Khi phát âm, phần trước mặt lưỡi đưa lên phía trước. Phần trước mặt lưỡi. Nào bây giờ phải nói trước là cái lưỡi. Biết cái lưỡi đúng không? Răng. Ok, răng trên răng dưới. Rồi, răng trong răng thì có lợi. Có biết lợi không? Có. Ok, thế thì lưỡi gọi là sứa. Đầu lưỡi gọi là sứa thấu. Sứa thấu. Rồi, sứa thấu. Cái điểm này gọi là sứa chiên. Sứa chiên có nghĩa là cái điểm đầu tiên của cái lưỡi gọi là sứa chiên. Sứa thấu là cái đầu, là một mảng to. Đúng rồi. Thế và sứa miên. Sứa miên là bên trên của cái lưỡi. Lưỡi. Cái mặt lưỡi. Thế và khi mà mình phát âm nhá, những cái chữ cái ngạc. Ngạc. Học sinh học rồi có biết cái ngạc không? Ngạc. Ừ. Ngạc cứng và ngạc mềm. Ngạc là ở phía bên trong này. Khi mình đẩy cái lưỡi xuống. Đúng rồi, đấy là ngạc. Đúng rồi. Ngạc mềm là bên dưới. Nó rất mềm ở dưới cổ. Và khi mà chúng ta bị, thỉnh thoảng chúng ta bị cái vết trắng trắng ấy, cái vết loét, nếu như mà ăn nhiều nó nóng ấy. Thế còn ngạc trên là nó ở nằm bên trên. Khi mà đi khám bác sĩ ấy, người ta cứ bắt thì rất là khó chịu. Đấy là cái phần ngạc mềm. Thế còn ngạc cứng nó bên trên. Thế thì khi mà phát âm cái chữ chi, 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 si, si, thì lưu ý là phần mặt lưỡi đưa lên phía trước của ngạc cứng. Chi, 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 và đây và si, chi, si, si, chi, chi, chỉ cửa, chỉ cửa, không bật hơi. Chỉ. Rồi, chi, 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 y chỉ, y chỉ, y chỉ, y chỉ. Rồi, si, 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 xie xie, xie xie, yi xie, yi xie, yi xia, yi xia, xǐ huān, xǐ huān, xuế xí. Hân hảo, hân hảo, phi sẵn hảo. Xin xí. Ok, lại nào. Chi, 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 si, si, chi, chi, si. Hảo. Rồi, bây giờ chúng ta lại đi tiếp nhá. Cái nào khó thì chúng ta cứ ôn dần thôi, bởi vì là tiếng Trung nó khó mà. Nếu mà vừa mới học được 2 ngày xong rồi nói tiếng lưu loát quá, thế thì giáo viên sống làm gì? Lấy cơm ở đâu mà ăn? Tôi bố tuệ. Tuệ à. Hảo, 我们 把书翻到139. 139. 103. OK. 你去哪儿？哦，一百三十九，九，九。去哪儿？你去哪儿？我
你去哪儿？你你去哪儿？去去哪儿？哪儿？去đã thấy bật hơi chưa? 去去去去哪儿？你去哪儿？哪儿？哪儿？哪儿？去哪儿？去哪儿的哥？去哪儿？我去超市买东西。我去超市买东西。超超市超市超超 CH cũng bật hơi và cong lưỡi. 超市超市买东西买东东东西。我去超市买东西，nói một cách tự nhiên hơn. 我是超市买东西。Nói một cách nhanh hơn. 我是超市买东西。OK, bây giờ nói nhanh hơn là khoai điện, khoai điện, khoai điện. Khoai điện, nhanh lên. Dài khoai điện, lại nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. OK, nhắc lại nào. Khoai điện. Khoai điện. Số khoai điện. Số khoai điện. Số. Số. Khoai điện. Khoai điện. Dài khoai điện. Dài khoai điện. OK, lại nha. Lại là, dài lại. Dài lại. OK, 你去哪儿? 你去哪儿? 我去超市。我去超市买东西。OK, 很好。明天见。明天见。明天见。明天见。见。见。嗯, thành bốn nha. 明天见。嗯, OK. 谁呀?谁?读读读读。đọc, đọc, đọc, đọc. 谁?谁?谁呀?谁呀?谁呀?谁呀?来了。来了。Mình khi mà ai đó gọi và mình đi mở cửa ấy, mình nói là lái lợ, lái lợ, lái lợ đặt trước động từ dùng để thể hiện việc bản thân làm chủ hành động. À, rong của lái, của lái. À, ai ai trả lời được câu hỏi này? Giáo viên hay hỏi á. Của lái. Của lái nghĩa là em thì em. Ok. Chim lái. Giới thiệu là gì? Chia sâu nói phải tự tin lên chứ sai thì giáo viên sẽ sửa cho làm sao mà không sao. Chia sâu chia sâu chia sâu chia chia sâu rồi một chút sâu ý tiện không ý à bây giờ chúng ta sẽ phân biệt ý tiện và ý sâu. Ý tiện đây là nước. Và bây giờ uống sắp hết rồi, còn một xíu nữa thì chúng ta nói là y tiến sủi. Y tiến sủi. Sủi là gì? Nước. Nước, nước thuộc từ loại gì? Nước là danh từ. Danh từ, ok. Y tiến sủi. Y tiến sủi. Y tiến sủi. Y tiến sủi. 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 Sủi là thời gian. Y tiến sủi nghĩa là gì? Một lúc, một chút. Còn một chút thời gian thôi. Ít tiền tiền. Tiền là tiền. Ít tiền tiền. Đến được không đến được. Ồ, tuổi hứng hảo. Chứ cô nèo thai chung mình là bé này thông minh quá. Ít tiền sủi. Ít tiền tiền. Ít tiền sử tiền. Nà, sủi, tiền, sử tiền. Đâu sư miếng cử. Đâu sư miếng cử. 所以我们说是一点一点但是如果现在说你等我一下等等了的你等我一下一下cũng là một chút một ít等我一下 nhưng mà đợi một chút một ít có biết là đợi bao lâu không nó chỉ là trong cái suy nghĩ của mình có thể là nó rất là dài có thể nó rất là ngắn nhỉ chán một xíu chán nếm một chút đúng rồi đứng đằng sau động từ thì sẽ là ý xiang mình cũng có nói nỉ chưa ý tiện nỉ tráng ý tiện được nỉ tráng ý xiang tráng ý tiện nếu như mắt của mình có thể nhìn thấy tay của mình có thể sờ thấy thì chúng ta sẽ nói là ý tiện ví dụ ý tiện sủi có nhìn thấy không có ý tiện xiên
一点时间，你给我一点时间，không nhìn thấy được nhưng mà có thể tưởng tượng ra được, đúng không? Thì cái quy định thời gian. Thế và bây giờ nói là nì tấn của y tiện là không đúng. Nì tấn của ý xạ. Đúng rồi, nó vô hình, nó rất là trừu tượng. Mình không biết là cái ý xạ đấy rốt cục là mấy cái xạ. Ý xạ của con gái. Đúng. Đấy, ví dụ như thế thì lưu ý nhá, ý xạ và y tiện phân biệt nó là như thế. Tùng lắm á? Tùng. Ok, tùng. Tiếp. Ná lý. Ná lý. Ná lý. Ná lý. Ừ. Bây giờ chúng ta nói đến một từ rất quan trọng là tợ. Của tờ sủi, của tờ su, của tờ ma mà. Tợ. Ở đây cấu tạo của nó là bái sáu tợ. Bởi vì bên trái là bộ bạch, bên phải là cái muỗng, cái muôi gọi là sáu. Bộ bạch trong tiếng Hoa đọc là bái. Bái. Và cái muỗng là sáu, cho nên cái này gọi là bái sáu tợ. Bái sáu tợ. Đọc là tợ. Tợ. Ừ. Trong tiếng Hoa có ba chữ tợ. Một chữ tợ chúng ta cũng đã học rồi là của hoa 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 tợ. Hẳn bố chua. Ừ. Hoặc là tủ chua, tủ tờ hẳn ly hai. Đúng rồi. Thế thì cái chữ tợ đó đọc là tợ nhưng viết là như này, chinh chích mà đậu cành tre. Ừ, khác nhau thì gọi là xoang rấn tợ. Xoang rấn, rấn là như thế này, thế và hai cái đó. Ừ, hai cái. Và bái sáu tợ thì khi mà nói vậy là của tờ ma mà, của tờ lão sư, chúng ta có thể bỏ tợ bởi vì là đó là những danh từ rất là quen thuộc, thân thuộc. Của ma mà, của lão sư, của phụ chinh được. Của su, na sư của tờ su. Của tờ su. Nhưng ví dụ như hỏi của su nè, sách tao đâu, cũng không nhất thiết phải nói sách của tao đâu. Tôi bà, tôi bà là. Ok. Cái chữ tợ này được cấu tạo là bái. Bái. Và muỗng là sáu. Sáu. Rồi đọc lại nào. Bái sáu tợ. Bái sáu tợ. Bái sáu tợ. Bái sáu tợ. Viết đi. Và xoang rấn tợ. Xoang. Còn một chữ nữa là thú hiện tờ nhưng chúng ta sẽ nói bái, sau. Bái sáu tờ. Bê. Bái. Bờ. 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 Bùa. Không bật hơi. Bái sáu. Bờ ấy chứ. Bờ ấy. Ờ. Bái sáu. Bái sáu. Sáu. O. A o. Thanh hai, đúng rồi. Bái sáu tờ. Rồi. Viết đi. Viết chữ đúng vào. Viết chữ án vào. Ở trên đầu trước, lẽ ra viết phải phết ở trên đầu trước. Đừng, tốt nhất là đừng nhìn cái bọn này nó viết. Bọn nhìn bọn này nó viết thì bị ngáo luôn. Chấm một cái. Ừ, xấu. Nhưng không sao, hình như bị sai ấy. Cái chữ bạch, bạch kia, cái bụng không dài như thế đâu. Viết lại, viết sang bên cạnh ấy. Không sao, viết chữ Hán thì sai là chuyện bình thường. Có sao đâu mà. Mẹ của Thành Công tên là gì ở Lý Trí? Thất bại. Ôi, chữ thứ hai đẹp lắm đấy. Bái sáu tợ. Và chữ kia là xoang rấn tợ. Xoang rấn. Đây. Xoang là xong nhé. Tiền của em nói thế nào? Của tiền. Của tợ. Của tợ.
của tôi chén chén tiền cơ mà không có tiền cho nên không biết nói đúng không? Cơm của em chứ phản phản chứ là gì? Ăn. Trời đất ơi. Điện thoại sổ sổ chi sổ chi sổ chi điện thoại của em tờ sổ chi sổ chi nha, không được bật hơi sổ chi sổ chi rồi tiếp nào tờ sẽ đứng trước cái gì danh từ những quan hệ thân thuộc viết đi. Tợ đứng trước danh từ những quan hệ thân thuộc thì có thể bỏ tợ đi. Đừng đọc là tơ nhá. Phải đọc là tợ vì nó thanh nhẹ. Thanh nhẹ có chiều hướng đi xuống. Giáo viên của em. Của lão sư. Hoặc là của tợ lão sư. Tợ lão sư. Cứ không thích ông bà nào thì cứ cho cái tợ vào giữa. Cho tách mình ra. Đỡ ám. Thì nín tạ khẩu yên, còn nhớ được không? Nín tạ khẩu yên. Giọng. Giọng của đúng rồi. Mình lấy ví dụ ra cho nó nhớ. Đấy, thì nín tạ khẩu yên, ví dụ. Cuốn sách này rất là hay, mỗi tội là đóng ẩu quá. Long sòng sọc hay chúng ta học chăm chỉ quá. Tên của em của tự mình chứ. Đúng rồi. Ví dụ, tự lấy ví dụ cho nhớ. Của mình chữ chữ. Anh nhẹ. Đúng rồi.